Đây là quầy của Vietnam Airlines vắng tanh luôn. Và đây là tình hình sân bay. Nói chung là cũng có khách đi, máy bay thì bị dồn chuyến. Đó, vắng. Trong quán ăn thì ngồi cách nhau 2 mét. Đó, nó rất là như thế này. Cũng rất là an toàn, trống trải. Quá, wow, ngồi cho tới hạ quả. Uống ly nước cam, ăn tô bún bò. Ôi, đeo nó hằn vô cái mặt luôn. Cái con quỷ sứ, cái con quỷ làm trong Pacific mà nó làm như nó má thiên hạ vậy đó. Khách thì vắng que, ế chứ phải có đông đâu. Nó chỉ bằng á, cái lượng khách chỉ bằng á, khoảng là 1/10 của những ngày bình thường thôi. Có nghĩa là những người nào người ta có công việc quan trọng thì người ta vẫn đi. Mình á, là đi Vietnam Airlines, mình đã khai báo y tế sẵn hết trơn rồi. Chuyến bay 7 giờ sáng, vô tới nơi á, đi lên vô qua hải quan luôn. Tại mình đi không có hành lý, mình khai báo y tế sẵn, mình book vé sẵn. Đi ra tới hải quan luôn. Cái anh trên hải quan anh nói, ủa chuyến bay này hủy rồi. Nói trời ơi sao hủy, mình không có thấy báo gì hết trơn vậy. Nó cứ đi xuống dưới lại, đi xuống cái quầy Vietnam Airlines. Mình đi xuống lượt ngược lại quầy Vietnam Airlines á, thì là nói hôm qua có nhắn tin cho email rồi, lúc khoảng 6 giờ mấy mà mình kiểm tra lại mình chẳng nhận được cái email hay cái số điện thoại nào báo, cái tin nhắn nào báo hủy chuyến hết trơn á. Giờ cãi gì nữa, giờ máy bay nó hủy rồi thì thôi giải quyết thôi, bây giờ có chuyến bay nào kế tiếp. Thì cái cô mà là cô trong Vietnam Airlines, cô nói là chuyến bay kế tiếp là 10 giờ. À, 10 giờ thì mình mới nói là 10 giờ thì không được. 10 giờ thì là làm trễ công việc. Mình mới nói không được em ơi, chị mắc đi, chị có cuộc họp sáng nay rồi, chuyến sớm hơn cho chị đi. Cái nó nói vậy là phải chị phải đi Việt Pacific, chuyến Pacific 10 giờ. Nó nói dạ ok em, để chỉ qua vậy giờ chị qua bên Pacific, người ta đánh cho mình cái giấy đổi chuyến bay, đi qua bên Pacific á để mà đổi lại cái chuyến bay khác, rồi chị khai báo y tế lại giúp em. Ok, mình đi qua lại bên Pacific, mình sắp hàng vô. Thì nói chung sắp hàng cũng rất là nhanh, 5 phút à, là tới mình à, sân bay không có đông lắm. Đó. Thì mình vô mình mới làm xong, đổi chuyến bay xong ra thì mình khai báo y tế lại nó không được. Tại vì bình thường là khai báo y tế là mình phải ghi cái số hiệu chuyến bay mình đi. Nhưng bây giờ nghe đâu là Bộ Y tế mới đổi luật đổi gì mình không có biết. Tại mỗi lần đi là con Tường khai cho Tường không à. Thì Tường mới con Tường khai cho Tường không à, thì Tường mới kêu gọi về nhà kêu là vô sửa lại cái tờ khai y tế. Thì ở nhà sửa hoài mà sửa không được, tại vì bấm lên nó không có ra cái số hiệu chuyến bay của Pacific. Thì mình mới xuống lại quầy vé của Pacific, mình nhờ giúp đỡ, mình nói em ơi sao chị khai báo y tế, tại chị đổi từ Vietnam Airlines qua mà chị đã khai báo y tế rồi, nhưng mà bây giờ qua bên cái Pacific thì chị tìm không thấy cái chuyến bay. Thì cái cô ngồi bán vé Pacific á, cô mới nói chị vô lại trong quầy á, sáng sớm hành đi rồi tao mệt rồi nha, chị vô lại trong quầy á, chứ ngoài này em bán vé thôi. Mình mới nói vậy có cái tờ khai y tế giấy không, cái chị nói là không. Mà mấy lần trước á, những người già người ta không biết, hoặc là những người mà người ta không có xài cái điện thoại thông minh á, thì lấy đâu người ta khai y tế. Nếu mà không có xài cái điện thoại thông minh thì không thể nào khai y tế qua điện thoại được, thì là có cái tờ khai y tế giấy. Nhưng mà bây giờ trả lời không có, mình cũng chẳng biết sao, mình mới đi ngược lại vô cái chỗ quầy Pacific mà sắp hàng. Sáng sớm mình gặp một cái cô mặt rất đẹp, cái tuổi nó tầm khoảng 25 tuổi thôi nha. Nha, mà thật sự tôi phải dùng cái từ cái con quỷ cái. 25 tuổi thôi mà mình nói chuyện rất lịch sự. Em ơi em giúp chị một chút, có chuyện gì không chị? Mà vắng que chứ phải chi mà đông á, mình không tức. Em ơi chị giúp chị cái khai báo y tế, sao mà chị khai rồi, chị còn trình bày là chị đi chị đổi chuyến vậy đó, chị khai rồi mà tại sao bây giờ chị bấm hoài mà nó vẫn không có hiện ra được cái chuyến bay của Pacific. Cái đó nói gì nó nói mình chẳng hiểu gì á. Nó nói là bấm vô cái này đây này là chị, cái nó chỉ vô cái tờ vé máy bay của mình để nói cho thức. Nó chỉ vô cái tờ vé máy bay mình, đây nè chị, VN6008 đây nè chị, đây nè bấm cái này vô. Cái chị nói nãy giờ chị bấm hoài mà không được, chị vô trong kia, vô trong chỗ đó đó chị bấm, bao nhiêu người ta đứng ở trong ta làm, tại sao tôi chỉ một lần bây giờ tôi làm được sao, bao nhiêu người ta tôi làm một lần được mà sao chị làm không được. Má máu sẵn hậu mình nổi lên mà mình tức. Mà tại thứ nhất á, là mùa dịch mình cũng không muốn, mình đi mình cũng lo lắng trong người, công việc gấp cần mình mới đi thôi. Mình để bình tâm đi về ổn định đó, lúc đó là mình mới chửi. Mà mình lúc đó tức quá chịu không nổi, nó nói xong cái nó bỏ đi mẹ nó rồi.
cái mình cũng đứng mình chửi, mình nói bà mẹ mà nói lớn lắm, mình chửi cũng lớn lắm mà tại mình bịt cái khẩu trang này, mình nói cái con quỷ này buổi sáng nó chọc mình chửi hay gì á, làm nghề phục vụ mà làm như má thiên hạ vậy đó, mình chửi vậy đó mà không biết nó nghe hay không, mà mình tức lúc đó đáng lẽ mình phải lấy cái điện thoại ra mình chụp ngay cái mặt cái con nhỏ đó, mà trẻ măng mà mặt đẹp lắm má, mà sáng sớm mới có 7 giờ sáng mà làm gì nó bị cái gì á, chắc tối qua chồng nó bỏ nó hay gì á, tức ơi là tức. Mình cũng ráng mình làm cho xong việc của mình chứ mình đi ra khỏi cái chỗ đó, mình vô mình đứng bắt đầu mình mới bấm lại, mình khai lại cũng không được, tại vì bấm vô không được nó đổi nữa, thì mình mới vô lại cái bạn nam mà ngồi trong quầy mà làm vé cho mình lúc nãy, nó em ơi là chị sao chị bấm hoài nãy giờ nó không ra cái chuyến bay này, thì thằng bé nó mới trả lời ơ chị ơi chị không cần bấm cái chuyến bay, bây giờ chị chỉ cần bấm những cái thông tin có cái mạch đỏ là chứng minh nhân dân, có nghĩa bây giờ là tờ khai y tế mình không cần bấm số hiệu chuyến bay nữa nha quý vị nha. Chỉ cần bấm những cái bấm tờ khai y tế là bấm vô những cái nào mà nó có cái sao đỏ thì mình mới khai thôi, còn mấy cái mục tùm lum trong chổng nhưng mà không có cái màu sao đỏ thì mình không có khai đó, cái mình ra mình bấm lại ok được đi lên, có nghĩa là bây giờ là cái con quỷ sứ đó nó còn trả lời mình vậy nè, cái con quỷ sứ đó nó nói nhà nước bây giờ mà còn xài tờ khai y tế giấy gì nữa chị, nó trả lời vậy đó. Cảm ơn em, sáng sớm nó chọc mình khai khẩu mà tao đi về Bình An tao bóc Facebook tao chửi, nó trả lời vậy đó, nhà nước bây giờ mà ai mà xài tờ khai y tế giấy nữa chị, quỷ nó sáng sớm nó vậy đó. Xong cái tôi tức quá mọi người, cái tôi vô tôi làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, tôi làm xong hết trơn rồi, tôi khai y tế xong xuôi hết, tôi ra tôi đứng tôi quay tôi chụp hình lại, cái tôi ra tôi kiếm đúng cái con nhỏ đó để tôi quay cái bảng hiệu nó coi nó có đeo bảng tên không, mà tôi kiếm hoài không ra nó, tôi tức nãy giờ tôi tức lên đây tôi phải vô tôi phải kêu tôi ăn sáng, bây giờ tường bị delay tới 1 tiếng rưỡi, nó đổi chuyến bay delay 1 tiếng rưỡi. Nói chung là mọi thứ ở sân bay vẫn rất là an toàn, rất là trật tự, vệ sinh vệ đồ này kia là cứ rửa tay diệt khuẩn bịt khẩu trang kỹ, tường là tường có đem theo đồ bảo hộ y tế nữa, nhưng mà lên đây tường không thấy ai mặc, ngay cả nhân viên trong sân bay người ta cũng đâu có mặc đâu, người ta cũng chỉ mặc đồ đồng phục với bịt khẩu trang thôi, cho nên là tường không có mặc, chứ tường là đem trong vali của tường là 2 bộ khẩu trang y tế luôn đó cả nhà, nhưng mà tường nãy giờ thì không thấy một người nào mặc hết trơn á, tức quá. Xin phép cả nhà cho Tường ăn ăn cái nha, ăn xong rồi nói tiếp, đeo bảo hộ tôi đàng hoàng nha. Đấy, và bây giờ là giờ sắp hàng lên máy bay. Không thấy ai mặc cái đồ bảo hộ hết, làm sao tôi mặc đây? Đó, ăn xong rồi nhưng mà vẫn còn ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay của mình, mà nãy giờ ăn rồi nha, no bụng rồi, tỉnh táo rồi, hạ quả rồi, nhưng mà vẫn còn một thắc mắc, xin hỏi quý vị ai giải đáp giùm cho tôi, là nếu bây giờ mà nhà nước không có còn sử dụng cái tờ khai y tế bằng giấy nữa, vậy thì những cái người mà người ta không có sử dụng cái điện thoại thông minh thì người ta không có xài mạng được, thì người ta đi máy bay người ta sẽ khai báo y tế như thế nào, ai cho tôi cái giải đáp đó với, giờ chỉ còn thắc mắc chừng đó thôi. Bây giờ sẽ ngồi coi phim, 1 tiếng nữa sẽ lên máy bay. Trước khi đi buổi sáng là thắp nhang 7 cây nhang, tất cả các bàn thờ ở nhà cầu mong cho một chuyến đi công tác được bình an. Ngủ quá, dậy từ 4:30 sáng. Đây, đến sân bay Hà Nội rồi nhé. Đi ra bình thường, không có vấn đề gì cả, rất là vắng vẻ. Ôi, đã về được tới khách sạn rồi, mở cửa, rửa mặt, rửa mày sạch sẽ. Đói quá rồi quý vị ơi, trưa rồi, 12 giờ trưa.
bây giờ tranh thủ ăn miếng cơm, order mua cơm hộp luôn về phòng ăn cho nó an toàn, chứ ngồi ở đó thì cũng nguy hiểm thôi, về phòng ăn. Nói chung là xuống sân bay Hà Nội là rất là vắng, có một chuyến bay của Tường xuống thôi, và mình đi ra chứ cũng không có ai kiểm tra gì hết, vì mình đã cái khai báo y tế trên online rồi. Trừ khi nào mà mình đi về xong rồi á, là ví dụ như mà mấy ngày sau hay cái gì mà chừng nào mà có truy vết truy lùng, mà ví dụ ai mà trên chuyến bay của mình mà F1 F2 gì đó, là lúc đó mình phải đi khai báo y tế hoặc là mình phải đi test gì đó đại loại. Chứ còn nếu mà bình thường thì mọi thứ hoạt động bình thường nha quý vị nha. Mình xuống là mình cứ đi ra lấy hành lý của mình là mình đi ra thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Đó là tình hình. Tại vì trước khi Tường đi, Tường rất là băn khoăn, Tường có Facebook hỏi tin tức thì cũng không, bà con cũng có cập nhật nhưng mà nó không có chính xác. Thì giờ Tường là đích thân là cái người đi luôn, Tường cập nhật cho chính xác thông tin để ai mà có những công việc bức thiết mà cần đi thì mình cũng nắm được cái tình hình để mình yên tâm, mình an toàn, là mọi thứ vẫn là làm việc bình thường. Chỉ có là mọi người phải cẩn trọng hơn, giữ cái an toàn cho mình cũng như là cho cộng đồng thôi. Bây giờ ăn cơm rồi trang điểm, còn có 45 phút nữa là tới giờ đi làm. Rồi Tường đi làm có 2 tiếng đồng hồ xong là về phòng là coi như nghỉ. Tối cũng mua gì đó đây ăn đại, rồi sáng mai là bay sớm về. Lúc đầu là Tường định bay về luôn trong đêm nhưng mà cực quá, Tường có tuổi rồi, trung niên rồi, đi như vậy mà cả ngày. Tại vì đi Hà Nội mọi người biết bay 2 tiếng mà còn phải 1 tiếng đi xe về trung tâm, rồi chẳng lẽ làm việc 2-3 tiếng rồi lại đi ngược ra 3 tiếng đồng hồ nữa thì Tường chịu không nổi, cho nên Tường ngủ lại một đêm, sáng mai Tường sẽ về sớm ăn cơm nhé. Bây giờ là gần 6 giờ chiều ở Hà Nội đây. Mọi người đi làm về, đường phố vẫn đông, vẫn tấp nập nhé. Trời sắp mưa. Mình thì được cô em gái chở Honda đi cho nó thoáng, đi kiếm cái gì ăn rồi về khách sạn ngủ thôi. Ôi, vừa đến quán ăn là trời mưa tầm tã. Nếu quý vị biết đây là món gì, một cái món rất đặc biệt, nhìn chắc không đoán được đâu. Đây là vịt đó quý vị, vịt cháy tỏi. Mọi người biết cái dĩa này là mọi người biết Tường đang ở đâu, đố mọi người nhìn cái dĩa lên dưa leo là đoán biết đang ở đâu. Ui, đây mình vừa vào được quán ăn là Hà Nội trời mưa bão tầm tã, ném một chút nữa là hai chị em ướt nhem nhem nhẹp rồi. Đây quán vắng, quán vắng tanh, quán vắng tanh, chỉ có hai chị em tan thôi. Trời mưa tầm tã, trong này là một nồi lẩu xôi. Đố mọi người món gì? Đây là món vịt ôm sấu và dĩa rau ở đây. Thấy cái màu là hai chị em tôi ăn không hết rồi. À, đây là một cái điều rất là đặc biệt. Đó, đặc sản nha quý vị nha. Đặc sản là đặc trưng. Đi ra Hà Nội có một đêm thôi nhưng mà Hà Nội đã đãi ta bằng một cơn mưa tầm tã, và bây giờ ta phải lội nước đi ra xe để về. Gác ra giùm chị. Hà Nội mùa này phố như sông chị ạ. Ta Hà Nội mùa này không vắng cơn mưa. Đừng ga to, ga nhỏ thôi, kinh nghiệm. Ngập lúng. Hồ mưa có một trận thôi mà bà con ơi nè. Ôi giời ơi, rồi ngập rồi, cái nghe cho nó nước sâu lắm đi ha. Sâu lắm các bạn ơi. Dắt bộ đấy bạn ơi, sai lầm rồi, quay lại đây làm gì? Đâu cũng đi bên kia là ơi, rồi, xe tắt máy hết trơn rồi quý vị ơi. Làm thế nào đây? Tránh cái đường kia qua cái đường này, tiêu rồi, tránh đường kia qua đường này. Này thì tôi nghi dắt bộ quá các bác ơi. Bên kia nó còn xe hơi, nó chạy nó tràn qua bên mình nữa. Cứ từ từ thôi, em ga nhỏ nhỏ thôi. Ga lớn quá là nó dễ ấy lắm, dễ tắt lắm. Chết rồi. Trời ơi. Tiêu rồi. Có một trận mưa thôi mà gì ghê vậy trời. Mưa tầm một tiếng đồng hồ mà như biển vậy. Giống biển không quý vị? Sóng biển dạt dào nè quý vị. Sóng biển dạt dào.
Và đây là những chiếc xe chết máy, họ đã dừng lại vì chết máy hết rồi quý vị ạ. À, ngập lụt rồi mà còn kẹt xe kinh khủng nữa. Định vô con đường này nhưng mà đầu hẻm đã có mấy chú công an với mấy người dân bảo không vào được đâu chị ơi. Con đường đó nó đã ngập tràn trong nước rồi, xe phải quay đầu tìm đường khác mà đi. Mênh mông, mênh mông, bao la, bao la. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người tôi nhìn thấy một cái tượng, một cơn mưa một tiếng mà một cái thành phố trung tâm mà nó ngập như thế này. Ở Sài Gòn mình có chỗ nào ngập giống vậy không quý vị? Mênh mông, mênh mông, biển hồ lãi láng luôn. Trời ơi là trời, nãy giờ chạy qua đường nào cũng bị ngập hết trơn á. Trời ơi, rồi sao vậy? Người ta đi chụp hình hả? Nón phủ hả? Cái gì tùm lum vậy? Xe bị tắt máy, nó đậu lại dọc đường quá trời luôn. Và sáng hôm nay thức dậy mình sẽ đi ăn một tô bún ngang rồi mình đi về nhé. Hà Nội vẫn rất là bình an nhé mọi người. Không có như đồn thổi đâu nha mọi người, vẫn bình thường như trong Sài Gòn vậy. Ăn bún trong một cái hẻm bé tí như thế này. Rất là hấp dẫn nha. Đấy. Nhân dân tập trung ưu tiên phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần. Đây là không khí vào buổi sáng nha. Hơi vắng lặng. Thôi dọn đồ về. Đây nè mọi người, hai bộ đồ bảo hộ lao động, bảo hộ y tế nè. Định là đi ra mặc bộ, về mặc bộ, nhưng mà ra sân bay thấy không có một người nào mặc hết nên mình vẫn cất. Sân bay Nội Bài nha. Đứng cách nhau 1 mét nha. Cũng vắng và mọi người cũng đứng cách nhau 1 mét nhưng mà vẫn bay bình thường, khai báo y tế. Kết thúc hành trình chuyến đi nhé, đó tới ra thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người cũng đi ra bình thường thôi. Thấy bên hãng Pacific thì có kiểm tra sức khỏe gì đó, còn Việt Nam Airlines thì bình thường. Rồi tạm biệt cả nhà nhé, mình lên xe về đây. Cảm ơn cả nhà. Mình đã cập nhật xong tình hình đi lại ở sân bay những ngày trong mùa dịch này, để cho bà con cô bác ai có nhu cầu công việc cần thiết phải đi thì mình tìm hiểu để cho biết, để mình cũng không có gì lo lắng quá sức giống như Tường trong thời gian qua. Trước khi đi chuyến đi này Tường đã mất ăn mất ngủ, tóc bạc hết 20 cộng luôn đó quý vị. Cảm ơn cả nhà, nhớ subscribe theo dõi kênh nha. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.